khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bạo khí khan hỗ trợ dập tái phát viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bạo khí khan giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở.